Hôm nay thì nhóm em xin trình bày báo cáo môn học thực tập kỹ thuật robot, chủ đề là chọn động cơ bước cho robot bay bật tự do. Thì về phần nội dung thì gồm có là 4 phần. Đó là phần 1 là trình bày các nét thông số trên mô hình sim kép thông qua MATLAB Simulink để tính toán và chọn động cơ thích hợp. Phần 2 là tính toán tỷ số truyền cho mỗi khớp và lựa chọn động cơ Yagura cho robot. Phần 3 là tính toán và lựa chọn động cơ cho robot. Và phần 4 là chọn động cơ cho mỗi khớp dựa trên các thông số đã tính toán. Thì ở phần 2 thì mình sẽ chia ra là hai mục nhỏ là 2.1 và 2.2 là tính toán tỷ số truyền và tính toán và lựa chọn dây Yagura cho mỗi khớp. Ở phần 3 thì cũng chia ra là tính toán và lựa chọn động cơ cho khớp 3 và khớp 2 và khớp 1. Đến phần 4 là cũng chia ra làm 3 mục là chọn động cơ cho khớp 3 và khớp 2 và khớp 1. Đây là thông số của robot và cũng như là mô hình thực tế của robot dựa trên vẽ trên phần mềm sơ đích cuộc. Và tiếp theo là đến phần 1 là trình bày cách lấy thông số trên sim kép thông qua MATLAB Simulink để tính toán và lựa chọn động cơ dựa trên phần mềm thực tế, dựa trên mô hình thực tế. Thì đây là mô hình quy hạch quỹ đạo kết hợp với mô hình sim kép để lấy thông số. Thì tiếp theo là để qua phần MATLAB Simulink để mình xem kết quả. Sau đây thì em xin trình bày cách để lấy các thông số từ MATLAB Simulink mô phỏng để lựa chọn động cơ cho robot bay bật tự do. Thì đầu tiên thì em sẽ chạy cái mô hình robot bay bật tự do mà em đã thiết kế trong MATLAB Simulink. Và sau khi robot bay bật tự do chạy thì em tiếp tục em ấn vào khối MATLAB sim kép mà em đã xuất từ mô hình vẽ thực tế vào và từ số đích cuộc sang MATLAB sim kép. Và sau đó thì mô phỏng thì đây là tại khớp 1 thì em đã bật chế độ là xem quan sát là cái moment xoắn tại khớp 1 và moment xoắn tại khớp 2 và moment xoắn tại khớp 3 cũng như là vận tốc tại khớp 1 và vận tốc tại khớp 2 và vận tốc tại khớp 3. Thì mình xem và mình sẽ lấy những cái thông số này và lựa vào kích thước để mình chọn những cái moment xoắn lớn nhất của khớp từng khớp. Khớp 1 ở đây thì có khớp 1 và khớp 2 và khớp 3. Thì ở đây là vận tốc lớn nhất, vận tốc của khớp 1. Thì xem trong scope này thì em sẽ chọn được cái vận tốc lớn nhất mà tại từng khớp. Sau đó thì em sẽ lấy các thông số như là vận tốc lớn nhất và moment xoắn lớn nhất ra để tính toán và lựa chọn động cơ thích hợp cho robot bay bật tự do của nhóm. Sau khi đã lấy các thông số được từ mô hình MATLAB Simulink thì ta tiếp tục đến phần 2 là tính toán tỷ số truyền cho mỗi khớp và lựa chọn Yagura cho robot. Thì đến phần 2.1 là tính toán tỷ số truyền cho mỗi khớp. Thì ta có công thức tính toán tỷ số truyền là bằng N2/N1, với N2 là số răng của pulley GT2 gắn cố định ở mỗi khớp, còn N1 là số răng của pulley 1 GT2 gắn trục động cơ bước. Thì với con robot của nhóm thì nhóm lựa chọn là N1 là bằng 20 răng và N2 là bằng 60 răng. Thì đây là hình ảnh của hai pulley, pulley 1 cùng D2 và 20 răng và 60 răng. Thì dựa vào công thức số 1 thì ta có thể tính toán được tỷ số truyền của robot là bằng 3. Thì sau khi tính toán được tỷ số truyền robot thì ta đến phần 2.2 là tính toán và lựa chọn Yagura cho mỗi khớp. Thì đây là mô hình Yagura quấn quanh hai pulley. Thì tiếp theo là đây là công thức số 2 là công thức tính toán khoảng cách giữa hai pulley dựa vào khi ta có được chu vi và đường kính của hai pulley. Thì với là chu vi của Yagura C là khoảng cách giữa hai thanh pulley D1 và D2 lần lượt là đường kính của pulley 1 và pulley 2. Thì với hai pulley đã được chọn ở trên thì ta có đường kính D1 và D2 lần lượt là 11.96 và 37.76. Thì kết hợp với chiều dài của Yagura lựa chọn là 200mm vì phải lựa chọn cái chiều dài cũng như là chu vi của Yagura trước để mình có thể tính toán cái khoảng cách đặt giữa đặt động cơ thích hợp. Thì sau khi lúc mình vẽ sơ đích cuộc thì sau khi có được chu vi cũng như là đường kính của hai pulley thì ta có thể và có được cái khoảng cách là 59.553mm. Đây là cái khoảng cách giữa đặt
động cơ hai pulley cũng như là động cơ và tương ứng với đến với khớp từng khớp của robot của nhóm. Tiếp theo là đến phần là tính toán để lựa chọn động cơ cho robot. Thì ở đây thì sử dụng phương pháp là lựa chọn động cơ cho từng khớp là vẽ mô hình robot thực tế trên phần mềm SolidWorks. Sau đó thì kết hợp với vật liệu mà nhóm đã chọn để làm robot, đổ trực tiếp khối lượng mô hình lên trên phần mềm SolidWorks. Sau khi đã đổ rồi thì nhóm tiếp tục là chuyển đổi mô hình qua MATLAB SIMCAD. Sau khi đã chuyển đổi qua MATLAB SIMCAD thì mô phỏng có mô hình ở trên MATLAB Simulink kết hợp với các quỹ đạo chuyển động. Rồi mình nhóm xem các quỹ đạo từng cái moment xoắn của từng khâu, sau đó lựa chọn để có thể là lấy ra và tính toán lựa chọn động cơ thích hợp. Thì với hệ số an toàn mà con robot của nhóm lựa chọn là ở từng khớp là với alpha là 1.5. thì sau khi đã tính toán, sau khi đã có được phương pháp thì nhóm đến phần 3.1 là tính toán và lựa chọn động cơ cho khớp 3. Thì đây là moment xoắn, hình ảnh moment xoắn của khớp 3 được lấy ra từ mô phỏng trên MATLAB Simulink. Thì ở đây xem được cái moment xoắn lớn nhất thì với hình trên này thì và kết hợp với cái tool trên trên Simulink thì nhóm đã xem được và cái moment xoắn lớn nhất của khớp 3 là bằng 0.01133 N nhân mét. Thì sau khi đã có được cái moment xoắn lớn nhất thì dựa vào mình xem trong scope thì nhóm tiếp tục là nhóm nhân với hệ số an toàn và cái moment xoắn lớn nhất mà ở khớp 3 cần là 0.01995 nhân mét. Tiếp theo thì nhóm sẽ lấy cái vận tốc lớn nhất của khớp 3 mà được mô phỏng trên MATLAB Simulink. Thì sau khi nhìn vào đây thì vận tốc lớn nhất của khớp 3 là sẽ bằng là 0.278 radian trên giây, thì tương ứng với là 15.9 độ trên giây. Thì sau khi đã tính toán rồi được cái hai cái thông số cần thiết để lựa chọn động cơ cho robot thì nhóm sẽ chọn động cơ thích hợp dựa trên hai thông số trên, nó phải lớn hơn hoặc bằng cái thông số vừa tính. Tiếp theo là đến phần 3.2 là tính toán và lựa chọn động cơ cho khớp 2. Thì moment xoắn của khớp 2 được lấy ra từ phần mềm MATLAB Simulink mô phỏng. Thì moment xoắn lớn nhất là được là dùng các tool để tính ra và lấy ra được là bằng 0.126 N nhân mét. Thì dựa vào cái moment xoắn lớn nhất này thì nhân với hệ số an toàn thì sẽ suy ra được cái moment xoắn của khớp 2 là bằng 0.189 N nhân mét. Thì sau khi có được cái moment xoắn lớn nhất của khớp 2 rồi thì tiếp tục là tôi sẽ lấy được vận tốc của khớp 2 yêu cầu là bao nhiêu để mình chọn động cơ thích hợp. Thì đây là vận tốc lớn nhất của khớp 2 là bằng 0.608 radian trên giây, tương ứng với là 34.8 độ trên giây. Thì phải lựa chọn cái động cơ nào mà có khớp 2 có moment xoắn và vận tốc lớn nhất có nó có thông số bằng hoặc là lớn hơn cái thông số vừa tính. Tiếp theo thì đến với phần 3 là tính toán và lựa chọn động cơ cho khớp 1. Thì đây là moment xoắn của khớp 1 của robot được lấy trên phần mềm mô phỏng MATLAB Simulink. Thì đây là đồ thị moment xoắn theo thời gian, thì ta có moment xoắn lớn nhất của khớp 1 là bằng 0.753 N/m. Thì đây là moment xoắn của khớp 1 phải nhân với hệ số an toàn để ra moment xoắn cần thiết cho khớp 1. Thì tiếp theo khi sau khi có được cái moment xoắn cần thiết lớn nhất cho khớp 1 rồi thì ta tiếp tục ta lấy cái vận tốc lớn nhất của khớp 1. Thì đây là vận tốc lớn nhất của khớp 1 khi lấy trong mô hình MATLAB Simulink thông qua scope. Thì đây là sẽ bằng là 0.333 radian trên giây, tương ứng với 19.07 độ trên giây. Thì ta phải lựa chọn cái động cơ cho khớp 1 nào mà sao cho nó có moment xoắn và vận tốc lớn nhất nó có thông số bằng hoặc lớn hơn cái thông số vừa tính là bằng như 1.13 N nhân mét và 19.07 độ trên giây. Thì hai cái đó nó phải bằng hoặc lớn hơn. Thì như hình ta nhìn thấy thì ta thấy là cái khớp 1 nó phải chịu ảnh hưởng, nó phải kéo được khớp 2 và khớp 3, cho nên là cái moment xoắn cũng như là cái động cơ cho khớp 1 nó phải lớn gấp lớn hơn nhiều so với cái động cơ của khớp 2 và khớp 3. Thì sau khi đã tính toán và lựa chọn tính toán cho động cơ cho khớp 3
Nếu lựa chọn động cơ cho cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì ta đến với phần là chọn động cơ cho robot dựa vào các thông số đã tính. Thì ra phần 4 thì đến với phần 4.1 là chọn động cơ cho cấp 3. Thì đây là động cơ bước mã là 42HS330316A NEMA 17 là động cơ bước cho cấp 3. Thì đây là thông số kỹ thuật của động cơ bước 42HS33. Thì ta có khối lượng là bằng 220g và chiều dài và chiều rộng cũng như là mô men xoắn của động cơ này, và một bước của nó là bằng 1.8 độ, và mô men giữ của nó là như thế này. Thì sau khi nãy ta đã tính được tỷ số truyền của robot là bằng 3 ở mỗi khớp, và ta có được mô men, cho nên khi thông qua từ trục động cơ của robot sang tới từng khớp, thì trục động cơ của động cơ bước sang đến với từng khớp của robot, thì qua tỷ số truyền thì nó sẽ là bằng là 0.75 Newton/m đối với khớp 3. Thì khi sử dụng động cơ bước như thế này thì mô men xoắn lớn nhất mà cần để cấp cho cấp 3 là bằng 0.01995 Newton/m. Thì với 0.75 Newton/m thì nó sẽ như để cung cấp cho cái cấp 3 này và hoạt động làm việc. Thì vận tốc lớn nhất mà để điều khiển là 15.9 độ/giây, mà vì đây là động cơ bước cho nên là nó sẽ điều khiển bằng xung. Thì ta sẽ chọn cái chu kỳ để thực hiện một xung là bằng 0.05 giây, thì cái tốc độ đạt động cơ đạt được sẽ là 36 độ/giây, thì sẽ có thể điều khiển được cái hợp với cái yêu cầu mà vận tốc lớn nhất là bằng 15.9 độ/giây. Thì với động cơ trên thì với động cơ trên thì nhóm đã quyết định để chọn để điều khiển cho khớp 3 là động cơ 42HS330316N/17. Tiếp theo là lựa chọn động cơ cho khớp 2. Thì con này thì nó cũng tương tự như động cơ cho khớp 3 với thông số kỹ thuật như trên. Thì ta có cũng tương tự là có tỷ số truyền là bằng 3, cho nên là khi qua động cơ bước đến với từng khớp thì sẽ có tỷ số truyền của khớp 2 là đến với là 0.75 Newton/m. thì sẽ có mô men xoắn lớn nhất mà cần để cấp cho khớp 2 ta tính toán ở trên thì là bằng 0.189 Newton/m. thì suy ra thì ta sẽ có được là cái 0.75 Newton/m này sẽ dư cung cấp cho, sẽ dư để hoạt động, vì cái ta cần cho là 0.189 Newton/m mà ở đây tới 0.75 Newton/m. Tiếp theo là vận tốc lớn nhất cần điều khiển là bằng 34 độ/giây, thì cũng như là ta đã nói đó, cấp 3 thì đây là động cơ bước cho nên nó điều khiển là điều khiển bằng xung, cho nên ta sẽ lấy chu kỳ thực hiện một xung là bằng 0.05 giây, thì tốc độ động cơ đạt được là bằng 36 độ/giây. Thì sau khi có được cái vận tốc cũng như là cái mô men xoắn của cái động cơ này đã đáp ứng được cái phù hợp với cấp điều khiển được cấp 2, thì ta sẽ chọn cái động cơ bước với mã này để điều khiển được cấp 2. Tiếp theo là động cơ, chọn động cơ cho khớp 1. Thì khớp 1 thì nó tương đối là nó có cái cần phải, nó cần phải cung cấp cái mô men xoắn lớn nhất để kéo khớp 2 và khớp 3. Thì đây là con động cơ bước mà nhóm đây lựa chọn là 1704HS168A NEMA 17, là thông số của động cơ bước là 1704HS168A này là bằng khối lượng là 400g. Thì mô men xoắn là 0.53 Newton/m và một bước là bằng 1.8 độ, và mô men giữ là 5.5 kg/cm. Thì ta có là tỷ số truyền là bằng 3, thì tương ứng là khi mà động cơ nó cấp ra tỷ số truyền đến với khớp 1 thì sẽ khi qua tỷ số truyền nó sẽ bằng là 1.59 Newton/m. Thì sau khi có được cái mô men xoắn khi nó cấp ra khớp 1 là khi qua cái tỷ số truyền thì bằng 1.59 Newton/m, thì mô men xoắn lớn nhất mà cần cho khớp 1 là bằng 1.13 Newton/m. thì ta sẽ với yêu cầu là bằng 1.13 Newton/m, thì ta thấy là 1.59 Newton/m sẽ thỏa yêu cầu. Tiếp theo là vận tốc lớn nhất của cần điều khiển là bằng 19.07 độ/giây, mà ở đây thì cũng như em đã nói hồi nãy là chu kỳ, vì đây là động cơ bước cho nên nó điều khiển bằng xung, cho nên là chỉ cần chọn cái, khi mình lập trình thì mình chọn cái chu kỳ để thực hiện một xung là bằng 0.05 giây, thì sẽ đạt được tốc độ là 36 độ/giây. Thì với động vận tốc cũng như là mô men xoắn lớn nhất của robot ta đã tính toán và lựa chọn, thì ta thấy là cái động cơ bước của mã này nó sẽ phù hợp với điều khiển được ở khớp 1.
À, thì phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã nhắn nghe và theo dõi.